Và kính thưa quý vị thân mến, đến với sự kiện lễ khai giảng năm học 2024-2025 và đại nhạc hội chào đón tân sinh viên K18 của Trường Đại học Đại Nam ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của các quý vị đại biểu khách quý. Thưa quý vị, về phía khách mời danh dự, chúng tôi xin được nhiệt liệt chào mừng ông Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập tạp chí Cộng sản. Và hôm nay, chúng ta cùng nhiệt liệt chào đón ông Lê Hải Bình với vai trò diễn giả chính và là một khách mời vô cùng quý báu sẽ mang đến thông điệp truyền cảm hứng cho các bạn tân sinh viên K18 của Trường Đại học Đại Nam. Một tràng pháo tay nồng nhiệt chúng ta cùng chào đón diễn giả Lê Hải Bình. Kính thưa thầy Lê Đắc Sơn và các thầy cô của nhà trường. Kính thưa ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội. Thưa tất cả các em sinh viên, nếu như vừa rồi các em sinh viên lưu ý chăm chú nghe những lời của thầy Lê Đắc Sơn thì có thể nói là toàn bộ những tâm huyết, những tình cảm của các thầy cô cũng như là của những người lớn đi trước dành cho các em đã được thể hiện hết rồi. Thực sự vào lúc này thì tôi không biết nói điều gì. Tuy nhiên, tôi biết các em đang nghĩ điều gì. Các em đang nghĩ hai điều. Điều thứ nhất, ông này là ông nào? Và điều thứ hai, bao giờ thì ông ấy nói xong? Sự hoan hô đó có nghĩa là các bạn đang nghĩ đúng như vậy. Tôi được thầy Lê Đắc Sơn, thầy Lê Đắc Lâm giao cho nói 30 phút. Nhưng các em đừng vội thất vọng. Các em có hai sự lựa chọn. Một sự lựa chọn là nghe 30 phút. Và một sự lựa chọn là cùng với tôi hát hai bài hát thôi, 10 phút. Các em chọn cái nào? Lựa chọn hai đúng không? Tức là không muốn nghe nói gì. Bây giờ này, tôi có một câu đố dành cho các em. Chúng ta sẽ hát bài hát nào? Bây giờ là một số những bật mí. Bây giờ là tháng 10 đúng không? Tháng 10 thì có ngày gì mà chúng ta hay kỷ niệm? Vào ngày 20 tháng 10 thì chúng ta hay nhớ về ai? Ở đây có những ai đang sống xa gia đình? Lúc này chúng ta đang rất vui nhưng mà ta có nhớ gia đình và nhớ mẹ không? Các em đã đoán ra được bài hát đầu tiên chúng ta sẽ hát là bài gì không? Bật mí thứ hai. Anh trai vượt ngàn chông gai. Thế thì chúng ta sẽ hát bài gì? Mẹ. Bây giờ nhá. Bạn nào mà dám chạy lên đây cùng đứng hát với tôi, sau đó đến gặp thầy Lê Đắc Lâm nhận thưởng. Xin mời. Sau đó đến gặp thầy Lê Đắc Lâm, thầy Đắc Lâm ở đây, thầy sẽ thưởng cho tất cả các bạn nào dám lên trên này. Nào tuổi 18 nào. Xin mời. Không cần phải, đấy. Xin mời lên sân khấu luôn. Giơ tay, ai giơ tay thì lên sân khấu. Bây giờ chúng ta không chỉ có những anh trai vượt ngàn chông gai mà chúng ta có cả những chị gái đạp gió rẽ sóng nữa. Chúng ta cùng hát nhé. Mẹ thương con có hay chăng, thương từ khi thai nghén trong lòng, mấy nắng sớm chiều mưa dòng, 9 tháng so 9 năm gian khó tinh khôn cùng. À dù hờn
kháng chiến đã giành chiếc nước về cho đời, bóng đất nước hình như có bóng con tôi ôm con ra mái hiên, nhìn đàn chim rộn ràng hót. Ai thuộc nữa nào? Giữa mùa xuân mừng con lớn lên rồi, tương lai con đẹp lắm mẹ du hời hời du. Các bạn đứng nguyên, vẫn còn, vẫn còn. Điều đầu tiên tôi muốn nói với các bạn là các bạn thật may mắn biết bao nhiêu khi có gia đình, có người mẹ để nhớ về. Và tôi thực sự xúc động khi lúc nãy xem clip, thấy những người cha, người mẹ dắt các em vào cổng trường Đại học Đại Nam. Điều đầu tiên tôi muốn nói ngắn gọn thôi, các em hãy cảm thấy mình thực sự là may mắn và cảm thấy mình thực sự là biết tri ân và biết ơn. Tôi biết rằng đúng một tuần trước các bạn đã chúc mừng mẹ mình, nhưng cũng có bạn chưa. Chắc có bạn trong 18 năm qua chưa một lần, mặc dù yêu mẹ lắm nhưng chưa một lần gọi điện và nói rằng con yêu mẹ lắm. Sau buổi tối thật vui ngày hôm nay, các bạn hãy về gọi điện và nói rằng con yêu mẹ và con cảm ơn mẹ đã cho con bước vào trường đại học này. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai, và cũng là điều may mắn thứ hai, chúng ta nói về một người mẹ lớn lao hơn. Người mẹ lớn lao hơn là gì? Là đất nước. Kháng chiến đã giành đất nước về cho đời, bóng đất nước hình như có bóng con tôi, ôm con ra mái hiên, nhìn đàn chim rộn ràng hót. Giữa mùa xuân mừng con lớn lên rồi, 18 tuổi đấy mà. Tương lai con đẹp lắm, mẹ ngắm con cười, à du hời ơi hời du. Thế thì điều may mắn thứ hai của các em, mà tôi, cả thầy Lê Đắc Sơn, thầy Lê Đắc Lâm, các thầy ở đây đều hết sức ghen tị, đó là tuổi 18 của các em bước vào đại học cùng với cả đất nước này. Các em biết bác Tô Lâm không? Bác Tô Lâm Tổng Bí Thư, bác nói rằng đất nước bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên mà Việt Nam chúng ta, như thầy Lê Đắc Sơn nói, sẽ cố gắng làm được như bác Hồ kính yêu của chúng ta, là sánh vai với cường quốc Nam Châu. Các em may mắn được đúng vào lúc các em bước vào cổng trường đại học, thì cũng vào lúc dân tộc ta mở ra kỷ nguyên như vậy. Và các em hãy hình dung vào năm 2045, đất nước ta 100 năm, thì các em chính là những người đóng góp lớn nhất vào quá trình đất nước trở thành một cường quốc trong 100 năm tới. Thế cho nên là đó là điều may mắn thứ hai của các em. Và điều may mắn này nó sẽ gắn liền với khát vọng của các em. Dù cho làm gì, dù cho ra sao, thì các em vẫn là người được sống vào lúc đất nước 100 năm này. Bây giờ điều thứ ba và là điều cuối cùng. Hết điều này thì các em sẽ biết được là à, ông này đã nói xong rồi. Điều thứ ba, tôi nói về sự may mắn của các em khi bước vào cổng trường Đại Nam này. Bởi vì qua những gì mà chúng ta được xem, qua những gì mà thầy Lê Đắc Sơn gửi gắm các em, và qua những gì các em qua một vài tháng vừa rồi đã cảm nhận,
Ở đây các em được là chính mình. Ở đây các em được phát huy hết những sở trường, những tài năng của mình. Và vì vậy, đây là bài hát thứ hai. Bây giờ tôi không bật mí nữa, tôi chỉ đọc vài lời thôi để các em có biết không. Tôi chúc cho các em 4 năm ở đây được như thế này. Sống hết mình, chọn phút giây chân tình, đi giữa trời rực rỡ. Nào cùng hát nào, 1, 2, 3. Sống hết mình,